Dạ, hello, xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị một chiếc xe vừa mới về tới công ty của em luôn. Và cái dòng xe này thì rất nhiều anh chị hỏi em bữa giờ là có hay không ha. Đó chính là chiếc Toyota Vios đời 2020 phiên bản số sàn nha các anh chị nha. Xe thì có biển số là ở Long An nha các anh chị. Xe thì có nước sơn là màu trắng, đúng chất gia đình, không chạy dịch vụ, một đời chủ từ đầu luôn nha. Xe thì theo em thấy thì nước sơn vẫn còn rất là đẹp. Nói chung xe cũ thì chắc chắn là phải có giặt vá cho các anh chị nha, nhưng mà cam kết với các anh chị là xe bên em không đâm đụng ngập nước tới xương nha. Với đó là dòng xe quốc dân thì cũng được rất nhiều các anh chị biết và tin dùng rồi. Bây giờ em sẽ mở cái phần cốp xe ra cho các anh chị xem nha. Đây đây là phần cốp xe ha. Với đó thì cái cốp xe nó cũng rất là rộng rãi luôn nha các anh chị nha, rất là rộng. Dạ đây là phần bánh sơ cua ha. Đây là bánh sơ cua thì nó vừa mới có hạ rồi nha các anh chị nha, nhưng mà anh hạ để dạng như bị bể bánh thì anh hạ anh chạy tí xíu thôi chứ không có vấn đề gì hết ha. Thì xe thì cam kết là không đụng ngập, theo cái nước sơn của em thấy thì còn rất là ok. Để ngoài nắng cũng có một vài chỗ là nó bị vàng vàng, nhưng mà bên em thì về đã đánh bát lại rồi ha các anh chị ha. Phần nội thất xe thì được trang bị là ghế da rồi. Dạ ghế da nội thất đen nha các anh chị nha. Đó, về phần bánh xe thì để em xem bánh xe. Dạ cũng là bánh đời 2020 zin theo xe luôn nha. Lớp xe em thấy độ gai thì cũng còn rất là ok. Còn bánh mâm thì không có chày xước gì nhiều ha các anh chị ha. Xe thì 1.5. Dạ. Ô tô xe thì chạy được 24.000 km nha các anh chị, 24.000 km. Dạ, có phiếu nhất là bảo dưỡng là đầy đủ, ảnh đã đi bảo dưỡng đầy đủ ha các anh chị ha. Đây là phần màn hình thì cũng được gắn Pioneer theo hãng rồi, và điều hòa thì là chỉnh cơ ha, số sàn. Dạ, nội thất thì cũng chưa được trang bị gì nhiều hết ha. Rồi, em sẽ đến phần khoang máy nha các anh chị nha. Ốc và keo chỉ cửa thì em đã bảo cam kết với các anh chị là còn nguyên zin nha. Rồi đây là phần khoang máy ha các anh chị. Máy móc thì bên em về chỉ có rửa vệ sinh sạch sẽ thôi chứ không có làm gì nhiều. Dạ nói chung là ảnh cũng ít chạy á, mới chạy 24 ngày rồi, 2020 mới chạy 24 ngày. Dạ. Đó. Với cái giá tầm khoảng 300 hơn thôi nha các anh chị, 300 hơn. Nói chung là dưới 400 thì các anh chị sẽ có một chiếc Toyota Vios đời 2020 phiên bản số sàn này. Với cái chất xe là đúng chất xe gia đình, không chạy dịch vụ nha. Thì các anh chị nào đang có nhãn quan tâm về cái dòng xe Toyota Vios như thế này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại em để góc dưới màn hình nha. Với cái giá vẫn còn có thể thương lượng được. Hoặc các anh chị nào đang có nhu cầu muốn bán xe, hoặc muốn đổi xe, hoặc muốn lên đời xe thì cũng có thể liên hệ với em để em tư vấn cho các anh chị về các thủ tục giống như là trả góp hoặc là mua trả thẳng nha các anh chị nha. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.